gặp lại quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Nghe và Suy Ngẫm. Kính thưa quý vị và các bạn, mọi vật trong cuộc sống đều tuân theo quy luật tự nhiên của nó. Con người cũng như vậy. Dù chúng ta là ai, dù là già hay là trẻ, dù là trai hay là gái, dù là người giàu hay người nghèo, chúng ta vẫn phải tuân theo những quy luật tự nhiên, bất di, bất dịch. Thứ nhất, quy luật thời gian. Dân gian có câu, đời người có một găng tay, ai hay ngủ ngày còn được nửa găng, để phê phán người lười nhác và khẳng định sự quý báu của thời gian. Đức Phật xem sự quý trọng thời gian như là một định luật tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Nếu biết sử dụng thời gian đều hỏi kiến thức, điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, ắt sẽ thành công. Ngược lại, để thời gian trôi qua vô ích, vừa không làm được việc gì tốt cho bản thân mà còn có thể dẫn đến nhàn cư vi bất thiện. Trong cuộc sống, mọi thành quả đều đến từ công việc, hành động đều xuất phát từ việc con người bỏ công sức mà ra. Vậy nên nếu cứ chỉ ngồi một chỗ không thực hiện điều gì thì thành quả vĩnh viễn cũng sẽ chẳng tìm đến. Lao động sẽ giúp con người đạt được điều mà mình mong muốn, rèn luyện được những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống và trau dồi bản thân. Nếu như chỉ ngồi một chỗ để hưởng thụ, kể cả khi bản thân bạn đã làm ra được của cải vật chất đủ để hưởng thụ, thì những vật chất ấy rồi sẽ có lúc cạn kiệt dần đi. Đến một lúc nào đó, khi bản thân muốn bắt đầu lao động trở lại, thì điều kiện hoàn cảnh sẽ không còn cho phép nữa. Chắc hẳn trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng từng nghe được câu nói, thứ gì ta không mua được bằng tiền, chắc chắn sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng rồi tới một lúc nào đó trong cuộc sống, với tiền, bạn có thể mua được hàng triệu chiếc đồng hồ, nhưng bạn không thể nào mua được một giây thời gian. Do vậy, ngoài thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải biết dùng thời gian quý báu, đôi lúc là hiếm hoi của mình, để làm việc nghĩa, việc thiện, tạo phước báo cho mình và người thân của mình. Thứ hai, quy luật trung tử. Mỗi loài thực vật có hạt giống riêng, nảy sinh sự sống và thời gian ươm mầm khác nhau, có thể là một vài ngày hoặc nhiều năm, và bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau như đất, nước, phân bón. Chúng ta gieo hạt nào sẽ sinh ra trái đó. Ví như gieo hạt lúa, ta gặt lúa, trồng hạt ớt, ta thu được trái ớt. Không thể nào gieo hạt bầu lại mọc ra cây bí. Đời sống con người cũng như vậy. Con người được sinh ra từ cha và mẹ, nương vào cha mẹ để mà sống. Để có trên đời, chúng ta cần hội tụ đầy đủ nhân duyên. Vì vậy, chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ, sống bằng chính kiến. Tuy hạt nào sinh ra quả đó, nhưng các hạt sống có thể phát triển tốt và cho ra trái ngọt hay không còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau. Tương tự, trên thực tế không có định mệnh, định nghiệp. Gieo yêu thương thì sẽ gặt được hạnh phúc, gieo thù hận thì sẽ gặt khổ đau. Nếu gieo trung thực, bạn sẽ gặt được niềm vui. Nếu gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt được bằng hữu. Nếu gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt được cao thượng. Nếu gieo kiên trì, bạn sẽ gặt được chiến thắng. Nếu gieo kính trọng, bạn sẽ gặt được hòa thuận. Nếu gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt được thành công. Nếu gieo tha thứ, bạn sẽ gặt được hòa giải. Nếu gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt được tiến bộ. Nếu gieo niềm tin, bạn sẽ gặt được phép màu. Nhưng nếu bạn gieo bất trung, bạn sẽ gặp sự nghi kỵ. Nếu gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền toái. Nếu gieo lười biếng, bạn sẽ gặt trì trệ. Nếu gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu gieo lòng tham, bạn sẽ gặt mất mát. Nếu gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt cắn rứt. Phàm là con người, phải luôn cố gắng học hỏi kiến thức, trau dồi sự hiểu biết và dùng trí tuệ sáng suốt để xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp. Càng hạt giống được gieo trồng sẽ nảy nở
khi đủ điều kiện cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa trước mọi sự việc của chúng ta cần phải suy đi, tính lại để đưa ra hành động sáng suốt và khéo léo, tránh trường hợp nóng nảy, bộc chộp dẫn đến hành động sai lầm. Thứ ba, quy luật vô thường. Các thuộc tính của thời tiết mưa, gió, nắng tạo hiện tượng mát, lạnh, nóng, hình thành các mùa trong năm. Thời tiết vận hành tạo ra sự vô thường, làm con người sinh lão bệnh tử. Nhưng nếu không có cái vô thường đó thì sẽ không có thế hệ con người hạnh phúc, an lạc trong tương lai. Cũng giống như không có mùa đông lạnh lẽo sẽ chẳng có mùa xuân ấm áp với muôn hoa đua nở. Do vậy, tất cả những tai ách, chướng duyên hay cụ thể là chết chóc, là sầu não, dẫu có xảy ra nhưng là đang hứa hẹn một cái mới, cái hạnh phúc tốt đẹp hơn trong tương lai. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống có rất nhiều người lúc nào cũng nở một nụ cười tươi trên môi và luôn có suy nghĩ tích cực. Liệu bạn có là một trong những người luôn tràn đầy sự lạc quan? Khó khăn chỉ là cách học hỏi kinh nghiệm, và ngay chính trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, bản thân vẫn luôn giữ niềm tin tuyệt đối là ngày mai sẽ ổn hơn. Nếu bạn luôn nhìn thấy những mặt tích cực như thế, bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều may mắn hơn những người khác. Nên tự tạo cho mình một suy nghĩ lạc quan, tích cực trước mọi thay đổi, dù là tiêu cực của cuộc sống, để bản thân luôn có những giây phút bình an và tự tại. Những khó khăn giúp chúng ta tích lũy được kinh nghiệm, những trở ngại rèn luyện cho ta bản lĩnh vững vàng hơn, tạo đà để cho ta có đời sống tinh thần vững chãi và giải quyết mọi công việc một cách dứt điểm, nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. 4. Quy luật thiên nhiên. Trong khi tôn giáo khác cho rằng thế giới loài người do Thượng Đế hoặc một vị thần nào đó sáng tạo ra, thì Đức Phật lại giác ngộ một cách chân xác về sự tồn tại của mọi vật trong vũ trụ do nguyên lý khởi duyên. Nếu cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, nếu cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, nếu cái này sinh khởi thì cái kia sẽ sinh khởi, nếu cái này không sinh khởi thì cái kia sẽ không sinh khởi. Cuộc đời này là gì? 80 năm, 100 năm. Cuộc sống của con người chỉ là chớp mắt của vũ trụ bao la. Cuộc sống không vô hạn, chính thế mà mỗi giây phút được sống mới đáng trân quý, mỗi khoảnh khắc sống mới quý giá vô ngần. Đối lập với sự sống là cái chết, là sự tồn tại vô nghĩa của con người trong cuộc đời, trong sự tồn tại kéo dài của dòng thời gian. Nhưng chết đâu phải là hết, cái chết không xóa đi hoàn toàn sự hiện hữu của con người. Điều đó có nghĩa là con người được sinh ra trên cõi đời đều do nhân duyên. Tương tự như thế, bất cứ sự vật, sự việc gì xảy ra liên quan đến đời sống của chúng ta đều có nguyên do của nó. Đó là nguyên lý phổ biến cho sự sinh khởi của tất cả thế gian và sự sống. Con người sau khi kết thúc sự sống đẹp đẽ sẽ tiếp tục được tái sinh nhờ duyên khởi. Do đó, ta phải tích phước báu để tiếp tục tái sinh với một cuộc sống hạnh phúc khác. Thứ năm, quy luật tâm thức. Tính toán theo quy luật tồn tại của tâm thức là sinh, trụ, diệt với thời gian tương đối bằng nhau. Cũng từ quan điểm này, Đức Phật cho rằng mỗi một tư duy về điều tích cực, lạc quan sẽ dẫn đến hành động tích cực và ngược lại. Như vậy, ai có tâm thức không tham sân si là đang gieo trồng hạnh phúc, bình an cho bản thân và mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống, tiền trách kỷ, hậu trách nhân, để chuyển hóa tâm tham sân si, biến sân thành hoan hỷ, ác độc thành từ bi, vô minh thành trí tuệ. Làm được như vậy là ta đã làm chủ được giác quan, làm chủ hạnh phúc trong cuộc sống luôn đổi mới. Một điều chúng ta cần lưu ý là không phải ta gieo hạt sống lành
là sẽ gặt hái quả ngọt ngay, mà cần phải có một thời gian, thậm chí là rất dài. Tâm tính lành, việc làm thiện, hành động tốt sẽ như một giọt nước từ bi, giúp hạt giống lành sinh sôi phát triển và đơm quả ngọt hạnh phúc khi đủ duyên. Trong cuộc sống của chúng ta, làm một việc thiện không nên vội vã chờ mong kết quả tốt, để đến lúc chưa thấy quả mà tâm đã lung lay. Nghiệp không phải là cái gì đó an bài cố định, không thể nào truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà một khi đủ duyên sẽ thay đổi nghiệp cũ. Do vậy, thay vì chấp nhận buông xuôi trước khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống, chúng ta phải luôn cố gắng nỗ lực. Thua keo này ta bày keo khác, cái gì mạnh sẽ ăn cái yếu và giành phần thắng. Vạn vật trong tự nhiên đều vận hành theo quy luật của nó. Con người cũng như vậy, dù chúng ta là ai, dù là nam hay là nữ, dù là già hay là trẻ, dù là giàu hay là nghèo, chúng ta vẫn phải chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên bất di bất dịch này. Nghe và suy ngẫm xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.